Và có rất là nhiều tranh cãi đưa ra rằng là có nên tẩy trang vào buổi sáng hay không, hay là chỉ tẩy trang vào buổi tối, thì cái này nó sẽ phù hợp với tình trạng da của chính bạn. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương để chăm sóc da khoa học tại nhà. Và trong video ngày hôm nay, Hương sẽ hướng dẫn bạn cách tẩy trang đúng cách, từ những cái chú ý và thao tác nhỏ làm sao để bạn có thể làm sạch da được chuẩn nhất. Và bạn biết không, khi mà bạn làm sạch da không đúng cách này thì da của bạn có thể gặp tình trạng là bít tắc, từ đó tình trạng mụn dai dẳng. Và thêm nữa, nếu việc tẩy trang của bạn chưa chuẩn, da không được làm sạch, thì dù bạn có bôi các sản phẩm tinh chất hay là treatment đắt tiền đến đâu đi chăng nữa thì da của bạn cũng rất là khó tiến triển. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta có thể được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì như Hương đã chia sẻ ở trên, tẩy trang là một cái sản phẩm hầu hết các bạn, các chị nào cũng có trong chu trình của mình. Nhưng cái thao tác khi tẩy trang thì hầu hết chúng ta đều làm chưa được chuẩn lắm. Và Hương cũng đã làm rất là nhiều những cái livestream để hướng dẫn các bạn, các chị chúng ta thao tác cái điều này. Nhưng hôm nay Hương sẽ làm chi tiết hơn qua cái video này. Và nếu các bạn, các chị mà mong muốn rằng chúng ta sẽ kết nối với nhau được nhiều hơn thì có thể ghé qua kênh fanpage của Hương để xem các video và liên lạc với Hương qua livestream hay là inbox. Rồi chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn tẩy trang như thế nào để phù hợp với các làn da. Thì cái này Hương cũng đã làm một cái video rất là chi tiết rồi, nhưng chỉ có hai cái lưu ý cơ bản cho các bạn khi chúng ta lựa chọn. Điều đầu tiên là tẩy trang chúng ta có rất là nhiều dạng, từ dạng kem sáp này, dạng dầu này và dạng nước này. Nhưng nếu như bạn không có trang điểm, không có make up thì chúng ta sẽ ưu tiên là tẩy trang dạng nước nha. Còn đối với tẩy trang dạng dầu này thì tất nhiên nó sẽ sạch hơn, nhưng nếu như bạn không biết cách nhũ hóa hay là nhũ hóa chưa được chuẩn thì nó có thể vương lại cái dầu thừa ở trên da của bạn và từ đó tình trạng mụn của bạn có thể bị bùng phát. Lưu ý thứ hai là khi lựa chọn tẩy trang thì là dạng nước rồi, nhưng bạn sẽ ưu tiên lựa chọn là tẩy trang dạng nước dịu nhẹ nhé, hoặc có thể dùng là có nhãn là dành cho da nhạy cảm. Bởi hầu hết trong chu trình của mình thì chúng ta đều có những cái sản phẩm là tẩy trang kết hợp với sữa rửa mặt, tức là double cleansing rồi. Vì vậy không cần những sản phẩm tẩy trang quá là mạnh mẽ. Và ngoài ra chúng ta đều có treatment hay là điều trị ở trong cái chu trình của mình. Vì thế nếu bạn dùng những cái sản phẩm tẩy trang dạng nước nó mạnh quá, nó hoặc là có thể có chứa cồn ấy, thì nó có thể khiến da bạn bị đỏ rát này, kích ứng này. Do vậy sẽ ưu tiên rằng là chúng ta lựa chọn tẩy trang dạng nước dịu nhẹ, có nhãn là dành cho da nhạy cảm. Một số nhãn bạn có thể tham khảo để sử dụng, ví dụ như là tẩy trang quốc dân là Biorema với cái nhãn, cái nắp màu hồng này, hay là tẩy trang SVR, hay là tẩy trang của La Roche-Posay nhưng mà sẽ là dành cho da nhạy cảm nha. Và tiếp theo chính là 6 cái thao tác hay cái bước bạn cần phải lưu ý để chúng ta có thể tẩy trang sạch ở trên làn da. Bước đầu tiên là một ngày chúng ta sẽ nên tẩy trang mấy lần. Thực ra điều này nó không có quy chuẩn. Và có rất là nhiều tranh cãi đưa ra rằng là có nên tẩy trang vào buổi sáng hay không, hay là chỉ tẩy trang vào buổi tối, thì cái này nó sẽ phù hợp với tình trạng da của chính bạn. Ví dụ với bạn có tình trạng là da dầu mụn, lỗ chân lông to giống tình trạng da của Hương thì bạn có thể tẩy trang một ngày khoảng 2 cho đến 3 lần trong tình trạng da khỏe. Nhưng bạn sẽ lựa chọn là tẩy trang dạng nước dịu nhẹ và như vậy nó rất là nhẹ nhàng ở trên da. Nhưng nếu như bạn đã sử dụng khoảng 2 đến 3 lần nước tẩy trang rồi thì bạn chỉ cần sử dụng một lần sữa rửa mặt thôi. Còn ngược lại, nếu như bạn là một người mà có thể sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt khoảng tầm 2 lần một ngày, tức là buổi sáng, buổi tối rồi, thì bạn có thể sử dụng tẩy trang là một lần vào buổi tối thôi. Thì cái này nó sẽ phù hợp theo từng tình trạng da của bạn. Nhưng mà Hương sẽ đề xuất cho bạn có thể thực hiện cái thao tác là, ví dụ với tình trạng da dầu mụn, lỗ chân lông to có thể là 2 lần một ngày, một lần vào buổi sáng hoặc buổi trưa khi chúng ta bôi lại kem chống nắng và một lần vào buổi tối. Đó. Còn nếu chúng ta có tình trạng là da thường, da khô, da lão hóa này, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ cần tẩy trang một lần vào buổi tối thôi. Điều thứ hai rất quan trọng đó chính là lựa chọn bông tẩy trang. Tôi thấy rằng hầu hết các bạn đều qua loa trong cái việc lựa chọn bông tẩy trang. Nhưng bạn biết không, nếu chúng ta lựa chọn bông tẩy trang mà nó quá là cứng này, thô ráp này, thì khi mà bạn thao tác ở trên da mặt này, nó sẽ khiến da bạn bị tổn thương. Và cái tổn thương đó nó có thể là nông ở thượng bì, thậm chí nó không hề chảy máu, nhưng nó sẽ khiến cái hàng rào da bạn bị tổn thương. Và đó chính là cái cửa ngõ, là tiền đề cho vi khuẩn có thể xâm nhập vào da của bạn. Thì ở đây có sản phẩm bông tẩy trang Hương đã dùng rất là lâu rồi, bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên bạn lựa chọn chỉ cần là bông tẩy trang mềm này, và thứ hai là 100% cotton như thế này là hợp lý. Lưu ý thứ ba là về cái lượng nước tẩy trang chúng ta lấy cho mỗi lần tẩy trang. Thì Hương thấy có nhiều bạn, nhiều chị rất là tiết kiệm và chúng ta lấy rất là ít. Vậy bạn hãy nhìn cái hình bên cạnh này mà Hương hướng dẫn bạn tẩy trang này. Khi chúng ta lấy cái lượng nước tẩy trang thì hãy lấy cái lượng là ướt đẫm cái bông tẩy trang nhé. Và khi đó thì cái dung dịch tẩy trang nó mới đủ để có thể hòa loãng những cái dầu thừa, bụi bẩn, bã nhờn ở trên da của bạn và giúp bạn có thể làm sạch tốt hơn. Lưu ý thứ tư là cái thao tác chúng ta tẩy trang ở trên da. Điều này nó vô cùng quan trọng. Có rất là nhiều bạn chúng ta thao tác sai, thao tác quá là mạnh ở trên da, có thể khiến da của chúng ta đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Các bạn nghĩ rằng là cái việc tẩy trang này nó chỉ khoảng 1 đến 2 phút, nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà ngày nào bạn cũng tẩy trang 2 lần, vậy thì 1 tháng bạn sẽ tác động lên trên làn da của chúng ta 60 lần. Và 1 năm bạn nghĩ xem là bao nhiêu lần. Và chính những điều đó sẽ khiến da của bạn bị nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ nhiều hơn. Vậy thao tác ở đây này, đó chính là hãy xoay tròn thật là nhẹ nhàng ở trên làn da theo chuyển động như thế này, sẽ giúp làm sạch da và đưa những cái bụi bẩn, viết tắc, bã nhờn ra bên ngoài được tốt hơn. Và khi tẩy trang bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ tẩy trang thật là kỹ những ngóc ngách nhá. Ví dụ như là kẽ mũi này, phần quai hàm này, đây chính là phần mà mọc nhiều mũi nhất này, hay là phần chân tóc này. Điều thứ 5, điều này là vô cùng quan trọng và Hương thấy rằng hầu hết các bạn đều chúng ta làm thiếu cái điều này. Nhưng mà tuy nhiên trước khi bước vào điều này thì bạn đừng quên rằng hãy dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Màu Đỏ ở phía dưới nha, để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Điều thứ 5 đó chính là về cái số lượng bông tẩy trang chúng ta dùng trong 1 lần tẩy trang. Thì Hương thường thấy các bạn, các chị sẽ chỉ tẩy trang đúng 1 miếng bông thôi. Nhưng mà chúng ta hãy thay đổi điều này. Chúng ta hãy tẩy trang đến khi nào miếng bông tẩy trang của chúng ta nó chuyển sang màu trắng thì thôi. Thì thông thường sẽ là khoảng 3 đến 4 miếng bông tùy theo cái hoạt động của chúng ta hàng ngày. Và bạn thấy không, khi em tẩy trang miếng bông đầu tiên thì nó rất là vàng này, thứ hai là độ vàng nó sẽ giảm đi, và cái miếng bông thứ ba nó mới chuyển sang màu trắng. Thì như vậy mới là làn da của chúng ta đã sạch rồi. Còn nếu bạn chỉ tẩy trang 1 miếng bông thôi thì chắc chắn rằng da của chúng ta vẫn chưa đủ để làm sạch đâu. Và khi chúng ta không có làm sạch da tốt thì mụn hay là tình trạng bít tắc sẽ xảy ra liên tục. Thứ hai là bạn có bôi thoa sản phẩm gì nó rất khó có thể thẩm thấu vào da của bạn. Và lưu ý thứ 6, lưu ý này cũng vô cùng quan trọng. Sau khi bạn tẩy trang xong, bạn hãy có bước rửa mặt lại. Nếu như mà bạn không có dùng sữa mặt thì có thể là rửa mặt lại bằng cái nước sạch. Còn nếu bước tiếp theo của bạn là double cleansing, tức là dùng sữa mặt, thì bạn tiếp tục sử dụng. Thường thấy có rất là nhiều các bạn, các chị được chia sẻ rằng là sau khi tẩy trang xong thì cái sản phẩm tẩy trang này là một cái sản phẩm mà có thêm cả những thành phần cấp ẩm, vì thế bạn không cần thiết phải tẩy trang đi. Nhưng bạn hiểu rằng đã là sản phẩm tẩy trang thì dù ít dù nhiều, ở trong bảng thành phần cũng sẽ có những chất tẩy rửa, những chất hoạt động bề mặt. Và nếu sau khi tẩy trang xong mà bạn không có rửa đi thì những chất hoạt động bề mặt nó vẫn lưu ở trên da của bạn, và nó khiến da của bạn có thể bị kích ứng rồi, nổi mẩn này, thậm chí là nổi mụn nhiều hơn. Vì thế là sau khi tẩy trang xong thì bạn sẽ đi rửa mặt lại và bạn tiếp tục thực hiện các bước ở phía sau nha. Rồi, và trên đây chính là 6 lưu ý vô cùng quan trọng khi bạn tẩy trang để giúp bạn có thể làm sạch da được tốt hơn. Vậy bạn hãy xem rằng mình đang mắc phải những cái lỗi nào để mình có thể chỉnh sửa, và có thể comment, chia sẻ phía dưới cùng với Hương nha. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hướng dẫn bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.